Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vietnam Booking. Và sau khi mà Trinh đã hướng dẫn các bạn đi đến những quốc gia như là Trung Quốc và Nhật Bản, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bay đến một quốc gia xa hơn, đó chính là Mỹ. Và đây sẽ là một clip hướng dẫn các bạn chuẩn bị hồ sơ cũng như là những bí kíp để chúng ta có thể xin visa du lịch Mỹ một cách thành công nhất. Đầu tiên có thể nói rằng là visa du lịch Mỹ thì không phải là một loại visa quá xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng ngồi xuống mà nói cho các bạn biết những cái bí kíp như thế nào để chúng ta chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ nhất. Và đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay Trinh sẽ chia sẻ với các bạn những cái vấn đề rất là cụ thể sau đây. Thứ nhất đó chính là việc chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ nhất. Tiếp theo đó chính là quy trình để chúng ta có thể đặt lịch hẹn phỏng vấn visa du lịch Mỹ. Và cuối cùng là những bí kíp để chúng ta có thể vượt qua phòng phỏng vấn visa du lịch Mỹ. Và với vấn đề đầu tiên là chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xin visa du lịch Mỹ thì các bạn đừng quên 4 hạng mục giấy tờ quan trọng sau đây. Thứ nhất đó chính là chứng minh nhân thân, thứ hai đó chính là chứng minh tài chính, thứ ba chứng minh công việc và cuối cùng là lịch trình chuyến đi. Và những giấy tờ này thì mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn nhớ là click và xem để chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần hiểu rằng bộ hồ sơ của chúng ta phải đáp ứng đủ những yêu cầu của lãnh sự Mỹ. Thì đây chính là yếu tố rất quan trọng giúp các bạn có thể vượt qua vòng xét duyệt của visa du lịch Mỹ. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái điểm lưu ý về cái phần mà chuẩn bị hồ sơ. Thứ nhất đó chính là hộ chiếu. Thì hộ chiếu các bạn sẽ thường gặp hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là hộ chiếu trắng, có nghĩa là các bạn chưa từng xuất ngoại. Và để mà các bạn có thể xin visa du lịch Mỹ thành công thì ít nhất trong hộ chiếu của các bạn cần phải có những con dấu đến từ những quốc gia châu Á, ví dụ như là Singapore, Nhật Bản hoặc là Thái Lan. Và vấn đề thứ hai của chúng ta thường gặp đó chính là hộ chiếu gần hết hạn hoặc là hết hạn. Và theo yêu cầu của lãnh sự Mỹ thì để giúp các bạn có thể xin visa du lịch Mỹ thành công thì hộ chiếu của các bạn cần phải có thời hạn ít nhất là trên 6 tháng. Và điểm lưu ý thứ hai đó chính là tờ khai DS-160. Thì tờ khai này rất là quan trọng nha, giống như là một chiếu thư giúp cho lãnh sự Mỹ biết hết tất cả về bạn, ví dụ như là thông tin liên lạc, học vấn, công việc, tình trạng hôn nhân gia đình, lý do nhập cảnh. Và đó chính là lý do vì sao mà các bạn cần phải rất cẩn trọng, cẩn thận và điền tờ form này một cách chính xác đầy đủ nhất. Bởi vì chỉ cần một cái sơ suất của các bạn thôi thì rất có nhiều khả năng các bạn sẽ lỡ hẹn với visa du lịch Mỹ. Và điểm lưu ý thứ ba đó chính là lịch trình chuyến đi. Thì đây là một quy trình rất là quen thuộc đúng không? Khi mà các bạn xin visa đến bất cứ một cái quốc gia nào thì các bạn cũng phải rõ ràng, và xin visa được Mỹ thì cũng không ngoại lệ. Các bạn cần phải rất là rõ ràng về ngày đi, ngày về, rồi kể cả những cái địa điểm mà các bạn sẽ tham quan. Bởi vì các bạn càng rõ ràng thì sẽ giúp các bạn nâng cao tỷ lệ thành công nhiều hơn. Ngược lại, nếu như các bạn mập mờ thì đây chính là một điểm yếu khiến cho chúng ta phải bye bye visa du lịch Mỹ. Còn về chứng minh tài chính thì các bạn cần phải sao kê tài khoản tiết kiệm ngân hàng có số dư tối thiểu là trên 100 triệu. Và bên cạnh đó là những giấy tờ chứng minh bất động sản, xe cộ. Điều này sẽ giúp các bạn đảm bảo rằng là những thông tin mà chúng ta đã khai trong tờ khai DS-160 là hoàn toàn chính xác và xác thực. Tuy nhiên có một sự thật đó chính là thủ tục chứng minh tài chính và công việc là hai cái thủ tục rất là rườm rà, phức tạp và đòi hỏi các bạn cần phải có một cái quỹ thời gian rất là rộng. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng, ngày hôm nay thì Trinh sẽ giới thiệu cho các bạn một bí kíp, đó là các bạn có thể liên hệ với lại Vietnam Booking để chúng ta sẽ được tư vấn miễn phí, và bên cạnh đó sẽ còn hướng dẫn các bạn những phương thức, cách thức làm như thế nào để chuẩn bị một cái bộ hồ sơ xin visa du lịch Mỹ một cách dễ dàng và thành công nhất. Và vấn đề tiếp theo mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau đó chính là cách đặt lịch hẹn phỏng vấn visa du lịch Mỹ. Và trước tiên thì các bạn cần phải thanh toán lệ phí visa du lịch Mỹ trước. Các bạn sẽ vào trang web ustravel.com và các bạn tạo tài khoản. Sau khi mà tạo tài khoản xong thì các bạn sẽ điền những thông tin theo yêu cầu và chọn phương thức thanh toán. Và hiện nay theo mình được biết thì lệ phí cho một bộ hồ sơ visa du lịch Mỹ sẽ rơi vào tầm khoảng là 160 đô. Và sau khi mà các bạn đã thanh toán lệ phí thì phải chờ đến ngày hôm sau chúng ta mới có thể trở lại trang web này để đặt lịch hẹn phỏng vấn. Một cái điểm lưu ý là các bạn không thể nào mà đặt lịch hẹn ngay lập tức sau khi mà đã thanh toán lệ phí, mà chúng ta bắt buộc phải chờ đến ngày hôm sau nhé. Và khi mà các bạn vào giao diện đặt lịch hẹn thì trang web sẽ hiện ra những cái ngày gần nhất mà các bạn có thể đặt lịch hẹn, giúp chúng ta có thể đặt được một cái lịch nó nhanh chóng nhất. Và những thông tin mà các bạn cần phải điền đó chính là số hộ chiếu, số biên nhận hóa đơn thanh toán visa và số mã vạch gồm có 10 ký tự được lấy ra từ form điện tử DS-160.
Xong bước này thì các bạn sẽ lựa chọn loại visa Mỹ cần xin, sau đó là điền thông tin cá nhân, lựa chọn địa điểm nơi mà các bạn sẽ đem hồ sơ đến nộp, xác nhận là chúng ta đã thanh toán phí visa và cuối cùng đó chính là lên lịch hẹn phỏng vấn cụ thể. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành những cái quy trình để lên lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ rồi. Và các bạn đừng quên là chúng ta sẽ in tờ giấy hẹn này ra, đi kèm với đó là bộ hồ sơ đem đến cơ quan lãnh sự Mỹ để nộp nhé. Và tiếp nối nội dung video ngày hôm nay thì Trinh sẽ hướng dẫn các bạn một quy trình mà rất nhiều bạn quan tâm, đó chính là phỏng vấn visa du lịch Mỹ. Thì đến ngày hẹn các bạn sẽ mang hộ chiếu, bộ hồ sơ, biên lai xác nhận thanh toán visa và cuối cùng đó chính là lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ đến một trong hai địa điểm sau. Nếu như các bạn ở Hà Nội thì các bạn có thể đến Đại sứ quán Mỹ tại số 7 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Và nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại số 4 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và toàn bộ cuộc phỏng vấn visa Mỹ của chúng ta sẽ bao gồm có những quy trình sau. Thứ nhất là nộp hồ sơ, lấy dấu vân tay và phỏng vấn visa Mỹ. Và để hoàn thành những quy trình này thì chúng ta thường sẽ mất đến khoảng vài tiếng. Và sau khi mà các bạn đã nộp hồ sơ và lấy dấu vân tay thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy số thứ tự và chờ đợi đến lượt mình. Thật ra thì nội dung phỏng vấn visa du lịch Mỹ không quá phức tạp và chỉ là những cái câu hỏi xoay quanh những cái thông tin mà các bạn đã điền trong form DS-160 mà thôi. Bên cạnh đó thì lãnh sự Mỹ sẽ muốn xác nhận một lần nữa xem là các bạn có ý định nhập cư tại Mỹ hay không. Và nhiệm vụ của chúng ta thì rất đơn giản, hãy chứng minh rằng là những cái thông tin mà các bạn đã điền trong form DS-160 là hoàn toàn chính xác và xác thực. Bên cạnh đó thì hãy cho họ biết rằng là chúng ta hoàn toàn không có tư tưởng là nhập cư tại Mỹ, thì sẽ giúp các bạn tăng tỷ lệ đậu visa Mỹ thành công nhiều hơn. Ngoài ra thì các bạn cần phải lưu ý là bên cạnh nội dung câu trả lời phỏng vấn thì phong thái của chúng ta là một trong những yếu tố rất quan trọng. Vì vậy các bạn cần phải lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là về trang phục. Trang phục thì cần phải lịch sự, chứ các bạn không cần phải mặc những cái bộ quần áo nó quá cầu kỳ nhưng mà cũng đừng quá thô kệch. Và một lời khuyên là chúng ta nên mặc một chiếc áo sơ mi cùng với một cái quần tối màu sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Thứ hai là giữ được bình tĩnh và không run sợ. Các bạn cần phải trả lời rất là dứt khoát và đúng trọng tâm câu hỏi. Thứ ba là trả lời to rõ và sẵn sàng hỏi lại nếu như các bạn không nghe rõ câu hỏi, bởi vì cuộc phỏng vấn của chúng ta sẽ diễn ra cách bởi một cái tấm kính với nhân viên lãnh sự. Vì vậy cái vấn đề mà các bạn không nghe rõ câu hỏi hoặc là nghe nhỏ thì nó rất là dễ hiểu. Và nếu như các bạn trả lời không chính xác hoặc là trả lời nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc phỏng vấn. Và yếu tố thứ tư đó chính là yếu tố trung thực. Thì đây là yếu tố mà mình đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi. Những nhân viên lãnh sự là những cái người họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Vì vậy khi mà các bạn chỉ cần nói dối một tí thôi, họ sẽ nhanh chóng nhận ra. Và đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải luôn trung thực trong những câu trả lời của mình. Trung thực từ câu trả lời đến những trung thực trong những thông tin mà các bạn đã điền trong form DS-160. Và nếu như bạn để họ phát hiện ra một cái sự dối trá nào đó thì hậu quả chúng ta nhận lại đó chính là phải bye bye đất Mỹ. Và thậm chí kinh khủng hơn đó chính là chúng ta sẽ không bao giờ được đến đất Mỹ nữa. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn những thông tin mấu chốt liên quan đến xin visa du lịch Mỹ. Và nếu như các bạn nào chúng ta vẫn còn thắc mắc thì đừng quên liên hệ với Việt Nam Booking qua số điện thoại 1900 3498. Và cuối cùng là đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Việt Nam Booking nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại comment của các bạn nếu như các bạn đang có những vấn đề thắc mắc hoặc là các bạn muốn xin visa đến quốc gia nào nha.